Ok, hi, chào các bạn, chào mừng bạn trở lại với channel của mình Castor đây. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục với series Minecraft server. Và hôm nay chúng ta chơi server Mineflex. Hình như là cái này. Hôm bữa mình chơi với bạn, bạn mình giới thiệu cho mình thì mình cũng đã vào chơi, nó có Edward Skyward các kiểu. Thì cái server hôm bữa mình chơi mình quên tên với cả quên mật khẩu rồi nên mình không thể nào mà tiếp tục cái server đó được, mình sẽ chuyển sang server này. Ok, là cái server login. Ok, mình sẽ share cái phần mật khẩu này lại nhé. Sau khi vào thì mình sẽ cho các bạn đi tham quan xung quanh đây một tí. Thì các bạn đã thấy đây là khá là đẹp. Rất đẹp chứ không phải là khá là đẹp. Ok, giờ vào game thôi nhé. Không, tôi phải đi ra ha. Mình đi qua đây cho các bạn xem thử nha. Đây, đây là cái giao diện trang chủ chính của server. Ok, giờ mình sẽ vào Edward Skyward. Mình sẽ vào Skyward và mình chiến cho các bạn xem nha. Thế đây là lần đầu tiên mình chơi Skyward cũng như là what the fuck. Bị bay rồi, để mình vào lại. Đợi mình một tí nha. Ý nhầm. Bốn năm sáu đạo phụ. 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok, vào rồi, mình vào rồi. I come here Skyward, sao mình vào không được? Mà được chưa? Server này hả? Thì để mình chuyển sang phòng khác. Thì tập này mình định chơi Skyward nhưng mà nó đầy rồi các bạn. Khoan, đợi tí nha. Bạn đợi mình tí. Server nó còn dư người mà ta. Chắc cái chỗ Skyward nó bị full người. Sẹt login 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tiếp 5. Ok, thì giờ mình sẽ chơi Edward. Tại vì Skyward nó bị full rồi. Thì Edward mình sẽ cho các bạn xem một tí, đợi tí nha. Ok, quay được khoảng 3 phút rồi. Đây mình sẽ cho các bạn xem màn bắt cua đỉnh cao của Castor. Thì bữa mày mình chơi với bạn mình trong đây tên là Kevin Gamer. Ok, thì hôm bữa nó với mình chơi để rất là vui. Đang chơi mình cho nó nên nó chết. Tội mình lắm. Tại đang bị hói nữa. Ok, giờ mình sẽ vào phòng chơi. Mình không biết bữa nay có người chơi không nữa, bình thường đây vắng lắm. Edward mà. Ôi, phải gọi là full trống luôn á trời. Cái gì vậy man? Sao trong xe phở có zombie nữa? Ê, đùa. Thì mình sẽ áo với màn hình chính và mình thử vào mấy cái phòng khác coi có gì chơi không nhé. Không được á man. Chị đi. Ô, hết hồn. Thoát không được nhỏ. Chết bà mày đi, mày chết mở mày đi. Có cờ Reaper nữa kìa. Cái gì vậy man? Đây mình chết 6 lần, giết một người thắng một trận, thua 6 chết chơi cùng.
Fuck, các bạn đợi mình tí nha. Ok các bạn, thì giờ mình tiếp tục chơi nào. Mình vừa mới thói ra và login vô lại phải luôn. Skyblock Survival Equal chứ là Skyward hết rồi, PvP Arena. Mình chơi Skylock. Skylock chơi được không? Mũ chim cương mặt đại đi. Được hay không mình không quan tâm. What doing now? Skylock Motion level. À cái này là mình chơi tự do luôn hả? Hay là sao ta? Để mình thử. Để mình thử chặt cây chẳng hạn. Ok. Thì mình tạm hiểu mình không thể phá lock qua đây rồi đó. Top money. Top đồ này. Top island. Làm sao nó xây đảo nhờ? Mình thề cái server này mình bực cực kỳ ghét cho server. Không biết how to chơi. Không có chết. Không có gì hết. Oh shit. Bitch. How to play. Xấu đi chơi. Ở đây có cái đường đi để mình đi theo mấy con đường. Ôi lát. Xin lát. Các bạn để đợi mình tìm cách chơi. Ủa tụi phải bê với nó vậy. What the. Chắc mình phải ra cái khu chơi sao? Chơi sao nhờ? Dùng lệnh bác để quay trên nơi vừa chết. À, đã thậm chí flex. Chơi sao ta? Lại đợi mình tính. Ok các bạn, theo thông tin mình vừa vận được thì mình không biết cách chơi nên mình sẽ vào Skylock Edward được cái mình vào khu BVB. À, mình sẽ chơi BVB. Kích nó mất kích. Getting me. Tại sao mình bị đá hết 8 phút vậy trời? Ok các bạn, thì mình nghĩ tập sau mình sẽ kêu mấy bạn của mình chơi chung cho nó vui. Chứ chơi kiểu này không ổn. Thôi chuẩn bị giọng chút sau 10 giây. Làm gì ta? Ôi. What? Xấu thôi. Mày chơi sao nhờ. Tập này mình sẽ nói là đi khám phá server. Ý có cái thư mình không đọc. Bị bỏ. Điện đưa mình. Bực cái thanh gì ghê. Mình chạy lòng phòng map. Mình coi gì mình có thể làm. Chơi sao nhờ. Tập lóc được không? Ý được. Ô vậy là mình phải survival. Bực chicken. Vậy là bà phải survival với mọi hình thức hả?
thảm sát. Thảm sát gà. Phí lóc quá, ra đây hết đi. How to play. Không biết mình chơi thì sao luôn. Cái quái server gì đang xảy ra? Quên nữa. What the hell in this server? What? Hu hu dễ gì? Billy. Trời ơi. Phiền ghê vậy đó. Ấy. Mình bắt đầu điên máu cái server rồi đó. Bay. Một anh VIP với là bọn Villette. Chơi server này mình tự sát đây. What the fuck? What wrong with this server? À, bực rồi đó nha. Server VIP như thế này. Tự nhiên vô phần survival mà phải survival hai. Ôi đau tim quá. Dậu đi men. Thôi ok các bạn, thì mình xin nói một lần nữa và bình tĩnh mình sẽ nói là mình sẽ không bao giờ chơi cái server này lần hai đâu. Không bao giờ quay server này đâu. Ôi trời đất ơi. Phải cái server không biết làm quái gì chứ. Mình được lắm rồi đó. Mình chỉ chơi được cái Epoch với lại đồ thôi. Để mình vào gì nhá. Ok, mình vừa hỏi cả nhóm coi xem có ai biết. Ok các bạn, mình vừa được chỉ. Nhấn vô. Start. What the fuck?
lần đầu tiên mình chơi server này. Alan. Tạo đạo mới. Red. Thì mình sẽ tìm hiểu. Mình sẽ cố gắng hỏi về cái server này sau. Thì mình rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu như mà tập này các bạn thấy hay, đều quên để lại like, share, subscribe, nhớ ủng hộ mình trong những tập tiếp theo nha. Và ok, bye bye mọi người. Bạn chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bye bye mọi người. Ở đây mình rất cảm ơn các bạn đã xem thời đoạn này về cái video nhảm của mình. Ok, bye bye.